Bài đọc thêm Chiều Xuân. Tiểu dẫn. Anh Thơ, sinh năm 1921, mất năm 2005, tên khai sinh là Dương Kiều Ân, sinh tại thị trấn Ninh Giang, nay là thị xã Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Xuất thân trong một gia đình công chức nhỏ, quê gốc ở thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Tuổi thơ, anh Thơ gắn với đồng ruộng quê hương, vốn ham thích văn học từ nhỏ, phần nào chịu ảnh hưởng của gia đình bên ngoại. Ông ngoại là cụ phó bản Kiều Oánh Mậu, lớn lên giữa lúc phong trào thơ mới đang diễn ra sôi nổi. Anh Thơ đã tìm đến thơ ca như một con đường giải thoát khỏi cuộc đời tù túng, buồn tẻ và tự khẳng định giá trị người phụ nữ trong xã hội đương thời. Từ năm 1937, anh Thơ đã có thơ đăng báo Đông Phương, tiểu thuyết thứ 5, Ngày Nay, Phụ Nữ. Nhà thơ được tặng giải khuyến khích của Tự Lực Văn Đoàn năm 1939. Anh Thơ tham gia kháng chiến chống Pháp, từng là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, khóa 1 và 2. Anh Thơ có sở trường viết về cảnh sắc nông thôn, gợi được không khí và nhịp sống nơi đồng quê miền Bắc nước ta. Bà là nữ thi sĩ tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại. Anh Thơ được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2007. Những tác phẩm chính: Bức tranh quê, thơ 1941, Kể chuyện Vũ Lăng, truyện thơ 1957, Từ bến sông Thương, hồi ký 1986, Tuyển tập Anh Thơ 1986. Bài Chiều Xuân được rút từ Bức tranh quê, tập thơ đầu tay của anh Thơ. Văn bản: Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, đò biến lười nằm mặt nước sông trôi. Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng, bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. Ngoài đường đê cỏ non tràn biết cỏ, đàn sáo đen xà xuống mổ vu vơ. Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió, những trâu bò thông thả cúi ăn mưa. Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng, lũ cò con chốc chốc dục bay ra, làm giật mình một cô nàng yếm thắm, cuối cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa. Bức tranh quê, nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội, 1995, hướng dẫn đọc thêm. 1. Bức tranh Chiều Xuân qua ngòi bút anh Thơ thể hiện như thế nào? Hãy chỉ ra nét riêng của bức tranh đó. Gợi ý, đây là bức tranh Chiều Xuân với những hình ảnh chi tiết tiêu biểu cho cảnh mùa xuân nơi đồng quê miền Bắc nước ta. 2. Anh chị có cảm nhận gì về không khí và nhịp sống thôn quê trong bài thơ này? Không khí và nhịp sống ấy được gợi tả bằng những từ ngữ, chi tiết và bằng thủ pháp nghệ thuật nào? 3. Hãy thống kê những từ lấy trong bài thơ và phân tích nét đặc sắc của những từ lấy đó. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.